nên tập trung vào những cái chỉ tiêu dài hạn và cũng như là uh, mục tiêu đầu tư của quỹ để xem nó có phù hợp với cả cái định hướng của cá nhân hay không. Đối với cả các nhà đầu tư mới thì chị nghĩ rằng là uh, hiệu suất uh, luôn luôn là một cái sự ưu tiên hàng đầu. thì thứ nhất là mình phải có uh, biết được là cái tỷ số alpha tức là lợi nhuận à, thực tế của quỹ so với các cái chỉ số tham chiếu à, hiệu suất đầu tư có thể hiểu được là cái mức độ chênh lệch giữa cái giá trị mà à, hiện nay của quỹ so với cả cái giá trị mà em đã mua vào câu hỏi đầu tiên các nhà đầu tư nên hỏi vợ chính bản thân mình đấy chính là cái lợi nhuận kỳ vọng từ cái lợi nhuận kỳ vọng thì mình mới biết được rằng là mình nên lựa chọn các loại quỹ như thế nào Chào mừng các bạn quay trở lại với Quỹ Mở 101 chuỗi podcast đến từ Dragon Capital Việt Nam, nơi các chuyên gia sẽ giúp bạn trở nên tự tin hơn trên hành trình đầu tư của chính mình. Các bạn thân mến, khi tìm hiểu về chứng chỉ quỹ, làm thế nào để chúng ta có thể đọc hiểu các báo cáo hàng tháng đây? Từ các báo cáo đó, làm thế nào để có thể so sánh hiệu suất và hiệu quả hoạt động giữa các loại quỹ để có thể lựa chọn cho mình một loại quỹ phù hợp nhất? Bên cạnh đó thì đâu sẽ là những chỉ số quan trọng mà các nhà đầu tư cần phải lưu ý? Trong tập ngày hôm nay, Chúng tôi đã mời đến đây một chuyên gia đến từ Dragon Capital. Chị ấy sẽ giúp chúng ta giải mã tất cả những thông tin hữu ích liên quan đến các báo cáo về chứng chỉ quỹ. Chị Minh ơi, quyền rất vui mừng được chào đón chị đến với quỹ mở 101 của chúng ta ngày hôm nay ạ. Xin chào Quyên và xin chào các uh, quý vị khán giả của chương trình Quỹ mở 101. Hôm nay chị rất là vui có mặt ở đây và hy vọng là chị và Quyên sẽ có một buổi nói chuyện vui vẻ và đưa lại nhiều thông tin bổ ích cho các khán giả của chương trình. Dạ vâng, đương nhiên rồi ạ. Thì uh, trong các tập trước em cũng như các khán giả của quỹ mở 101 cũng đã có rất là nhiều thông tin và được tiếp cận với thật sự là biển trời thông tin liên quan đến uh, họ nhà quỹ ngày hôm nay thì um, sau khi một thời gian đã tìm hiểu về chứng chỉ quỹ này và đăng ký tài khoản ở trên app Dragon X cũng như là đầu tư thử uh, về chứng chỉ quỹ mở thì email của em nhận được rất nhiều báo cáo đến từ Dragon Capital. Trong mỗi báo cáo đó ở hàng tháng và hàng quý thì có chứa đựng rất là nhiều thông tin hữu ích cũng như là thực sự đối với em và và em nghĩ là các nhà đầu tư mới thì sẽ khá là ngợp bởi vì chúng em không biết được đâu sẽ là những cái thông tin quan trọng mà mình cần phải lưu ý khi mà tìm hiểu về uh, sâu hơn về chứng chỉ quỹ thì không biết là chị Minh có thể chia sẻ thêm cho em và các khán thính giả của quỹ mở 101 được biết thêm và uh, nắm được những cái thông tin quan trọng cần thiết khi mà chúng em tìm hiểu và đọc các báo cáo này được không ạ? đầu tiên thì chúc mừng quyên đã có những cái bước khởi đầu trong cái quá trình đầu tư của mình thì đấy là một cái cột mốc rất là quan trọng đối với cả một nhà đầu tư à, khi mà mình mới đầu tư ấy, thì nó cũng sẽ khá là choáng ngợp như quyên chia sẻ thì à, đối với cả một nhà đầu tư mới với thị trường đang tìm hiểu các cái sản phẩm tài chính đặc biệt là sản phẩm chứng chỉ quỹ ấy, thì có thể là chúng ta nên tập trung vào những cái chỉ tiêu dài hạn và cũng như là à, mục tiêu đầu tư của quỹ để xem nó có phù hợp với cả cái định hướng của cá nhân hay không đối với cả các nhà đầu tư mới đang tìm hiểu thì chị à, có khuyến nghị là mình có thể tập trung vào các cái chỉ số hiệu suất đầu tư dài hạn ví dụ như là 5 năm uh, hoặc là 3 năm uh, xem là cái mức độ uh, hiệu suất có phù hợp với cả kỳ vọng của mình hay không. Đồng thời thì mình cũng phải xác định xem là cái độ biến động của quỹ uh, ra sao và mình có chấp nhận được cái rủi ro như vậy hay không tại vì trong đầu tư thì uh, hiệu suất, lợi nhuận và rủi ro thì luôn đi cùng với nhau. Uh, đối với cả các nhà đầu tư đã có kinh nghiệm thì có thể chúng ta sẽ tập trung vào những cái uh, thay đổi gần đây Ví dụ như là các cái hiệu suất đầu tư từ đầu năm hoặc là trong vòng 1 năm, trong vòng 12 tháng à, Và các cái phân bổ danh mục là top 10 đang ở những cái cổ phiếu nào à, Những cái cổ phiếu này có phải là những cổ phiếu có cơ bản tốt Hoặc là à, những cái cổ phiếu mà đang có những cái lợi nhuận đạt kỳ vọng của nhà đầu tư hay không Đã Vâng, à, vậy thì giữa biển trời những cái thông tin ở trong một cái báo cáo như vậy Thì chị đánh giá đâu sẽ là những một số những cái chỉ số đầu tư quan trọng nhất mà nhà đầu tư cần lưu ý đặc biệt là với các nhà đầu tư mới như em và các khán thính giả của quỹ mở một linh một ạ đối với cả các nhà đầu tư mới thì chị nghĩ rằng là hiệu suất luôn luôn là một cái sự ưu tiên hàng đầu thì nó có rất là nhiều các cái sản phẩm khác nhau và đi cùng với cả các sản phẩm khác nhau thì sẽ có những cái mức lợi suất cũng như là kỳ vọng khác nhau ví dụ như là đối với cả một nhà đầu tư mới em có thể phân vân giữa sản phẩm là tiết kiệm tức là những cái sản phẩm thu nhập gia tăng hoặc là những cái sản phẩm trái phiếu hoặc là những sản phẩm cổ phiếu thì thứ nhất là mình phải có biết được là cái tỷ số alpha tức là lợi nhuận thực tế của quỹ so với các cái chỉ số tham chiếu nó tạo ra một cái mức độ chênh lệch là bao nhiêu ví dụ như là đối với cả quỹ thu nhập gia tăng ở DC đang cung cấp có sản phẩm là DCIP thì sản phẩm này có chỉ số tham chiếu là hiệu suất tiền gửi 3 tháng thì như vậy cái sản phẩm này có cái tính thanh khoản rất cao và vì vậy thì cái mức hiệu suất kỳ vọng nó chỉ khoảng tầm 5-6% à, như vậy là mình có thể có một cái mức alpha là khoảng tầm 4,5 cho đến à, phần trăm đối với cả các quỹ trái phiếu thì cái thời gian nắm giữ cũng như là cái mức độ thanh khoản nó sẽ có cái mức độ thanh khoản ít hơn hơn và và mức độ tuy nhiên thì mức độ ổn định cũng sẽ cao hơn làm thế nào để chúng ta có thể đánh giá hiệu quả hoạt động của một loại quỹ ạ à, để đánh giá hoạt động của một loại quỹ thì trước hết là chúng ta biết đến cái lợi suất đầu tư tuyệt đối của quỹ tuy nhiên cái chỉ số quan trọng hơn là cái sự chênh lệch của hiệu suất so với cả chỉ số tham chiếu Tại vì là mỗi loại quỹ nó sẽ có cái mức độ rủi ro khác nhau Vì vậy cái sự chênh lệch mới là cái cái hiệu suất quan trọng nhất nhà đầu tư còn quan tâm À như vậy thì với những cái nhà đầu tư như em hay là những nhà đầu tư mới khác của quỹ 101 ấy, Thì có một cái thuật ngữ em thường hay nghe mọi người nhắc đến Và bọn em cũng cũng hay tìm hiểu và hay xem nữa Bọn em bị một cái bệnh của một nhà đầu tư mới là rất hay tìm hiểu và, và đọc Cũng như là nhìn vào giá trị NAV hàng ngày của quỹ à, Vậy thì theo chị Uh, cái thói quen này có có mình có nên sửa đổi uh, ngày qua ngày không và thay vì nhìn vào giá trị NAV mình có nên tìm hiểu thêm về những cái chỉ số khác những cái um, tiêu chí khác trong báo cáo hoạt động của quỹ để mình có cái đánh giá toàn diện hơn về tình hình hoạt động và hiệu suất hoạt động của quỹ không NAV là một cái chỉ số quan trọng của quỹ Tuy nhiên thì nếu là một con số không thôi Thì nó sẽ không có ý nghĩa Mà mình cần phải so sánh với cả cái số NAV này Vào cái thời điểm khác nhau của thị trường Hoặc so với cả cái thời điểm mình tham gia Thì như vậy quay lại là hiệu suất đầu tư Mới là cái chỉ số thực sự là nhà đầu tư quan tâm Có thể là ở các cái hiệu suất đầu tư Ở các cái quãng thời gian khác nhau Hoặc là so sánh với cả cái thời điểm mà mình đầu tư Hiệu suất đầu tư có thể hiểu được là Cái mức độ chênh lệch giữa cái giá trị Mà hiện nay của quỹ quỹ so với cả cái giá trị mà em đã mua vào thì nếu mà nó tăng tức là em đang có những cái lợi nhuận dương còn nếu mà nó giảm thì tức là uh, cái được khoản đầu tư này chưa đạt hiệu quả như cái em kỳ vọng. Dạ vâng. Vậy thì trong thế giới của các chứng chỉ quỹ thì có cái tiêu chí nào mà chị thường sử dụng để so sánh và hướng dẫn các nhà đầu tư để so sánh giữa các loại quỹ không ạ? À, hiện nay thì có khá là nhiều các sản phẩm quỹ ở trên thị trường bao gồm là các cái sản phẩm quỹ à, tiền mặt tức là mức độ thanh khoản rất cao à, sản phẩm quỹ trái phiếu và sản phẩm quỹ cổ phiếu thì đối với cả ba loại hình quỹ này sẽ có những cái mức lợi nhuận kỳ vọng khác nhau, đồng thời mức độ rủi ro cũng khác nhau. thì các cái chỉ số ngoài hiệu suất thì mình có thể quan tâm đến hiệu số beta tức là mức độ biến động của của quỹ. mình có thể hiểu là beta càng cao thì cái mức độ biến động của quỹ sẽ càng cao. À, như chị nói thì là trong đầu tư lợi nhuận và rủi ro luôn luôn đi cùng với nhau nên là nhà đầu tư trước hết cần phải biết rằng là mức độ chấp nhận rủi ro của mình là ở cái mức độ nào dạ vâng uh, như vậy em có thể hiểu là bên cạnh uh, giá trị NAV này thì mình có thể tham khảo thêm về cái hiệu suất hoạt động trong một cái quãng thời gian dài hạn của một loại quỹ bên cạnh đó mình tham khảo thêm cả chỉ số về beta như chị vừa mới nói và uh, nhà đầu tư thì cần phải thứ nhất là phải hiểu bản thân mình nữa à, đó cũng là một cái vô cùng quan trọng để mình có thể đánh giá xem mình mong muốn là đặt lợi nhuận cao với rủi ro cao hay là muốn cái lợi nhuận của mình ở mức vừa phải và mức độ rủi ro nó thấp thôi phải không chị để mình có thể đưa ra một cái quyết định đầu tư nó đúng đắn và phù hợp nhất đối với nhu cầu của bản thân mình đúng không ạ đúng là như vậy quên ạ dạ vâng à, nếu vậy thì nếu như trong trường hợp mà à, em giả dụ nhé chị minh được lên một cái chuyến tàu thời gian quay trở lại với quá khứ Quay lại cái thời điểm mà chị Minh vừa mới chân ướt chân giáo Bước chân vào thị trường tài chính này thôi Chị có muốn nhắn nhủ gì với bản thân mình vào lúc đó không ạ? À, đối với cả chị thì chị sẽ nhắn nhủ bản thân mình là Đừng để bị chi phối bởi cảm xúc đối với cả các nhà đầu tư mới tham gia thị trường thì chắc chắn là mình sẽ bị rất là nhiều những cảm xúc xáo trộn và chị chắc chắn là quyên cũng đang có những cái cảm xúc như vậy thứ nhất là khi mà thị trường giảm thì thông thường là mình sẽ rất là lo lắng và uh, có khả năng là mình sẽ bán đúng đáy còn ngược lại khi mà thị trường tăng á khi mà tất cả mọi người xung quanh mình nói về cổ phiếu về các cái kỳ vọng lợi nhuận cao thì mình lại quá háo hức và vì vậy thì những cái quyết định đấy nó rất là dễ uh, đưa ra những cái hiệu quả không như kỳ vọng thì chị sẽ uh, nhắn nhủ với cả bản thân mình là đừng để bị uh, chi phối bởi cảm xúc thứ hai nữa là cái cách để phòng tránh những cái rủi ro trên thị trường thì uh, mình nên làm uh, không nên bỏ trứng vào một giờ thì trừ khi mà mình chắc chắn là mình có một con gà để trứng bạc thì nếu không thì mình sẽ nên uh, đa dạng hóa danh mục như vậy đấy sẽ là cái cách tốt nhất để cho mình có một cái mức lợi nhuận nó an toàn và mình có thể đi đường dài trên cái hành trình đầu tư của của mình Vâng chị minh ơi vậy thì mình có những cái tiêu chí nào để có thể so sánh giữa các loại quỹ khác nhau giúp cho nhà đầu tư dễ hiểu và dễ dễ dàng lựa chọn hơn trước khi bắt đầu đầu tư không chị ngoài cái phần hiệu suất đầu tư ấy, thì chúng ta có thể quan tâm tới các cái phân bổ ngành cũng như là top 10 cổ phiếu lớn nhất trong danh mục đối với cả phân bổ ngành thì à, thứ nhất là chúng ta nên quan tâm đến cái việc là quỹ có đang đầu tư vào những cái ngành có sự tăng trưởng tốt hoặc là có những cái sự biến chuyển đáng kể trong cái hoạt động kinh doanh của ngành đó hay không đối với cả top 10 cổ phiếu thì triết lý đầu tư của Dragon Capital à, chúng ta tập trung vào những doanh nghiệp có giá trị cốt lõi và có lợi thế cạnh tranh để không phải là chỉ um, tạo ra lợi nhuận hàng ngày hoặc hàng tháng mà là một cái um, uh, mức lợi nhuận bền vững trong lâu dài cho nhà đầu tư. Vâng. Uh, vậy thì uh, chị có thể cho em một vài cái ví dụ cụ thể hơn, ví dụ chẳng hạn như em thấy uh, Dragon Capital có rất là nhiều loại quỹ khác nhau uh, và với một nhà đầu tư mới thì làm thế nào để có thể lựa chọn một loại quỹ phù hợp với bản thân mình trước khi uh, bắt đầu xuống tiền đầu tư chính thức chị? Câu hỏi đầu tiên cả nhà đầu tư nên hỏi vợ chính bản thân mình đấy chính là cái lợi nhuận kỳ vọng. Từ cái lợi nhuận kỳ vọng thì mình mới biết được rằng là mình nên lựa chọn các loại uh, quỹ như thế nào, có thể là quỹ cổ phiếu, quỹ trái phiếu hoặc là các cái quỹ uh, thu nhập thụ động thì uh, đối với cả nhà đầu tư thì họ có thể phân bổ cái danh mục của mình dựa trên cái cái kỳ vọng và cái mức độ chấp nhận rủi ro. À, dạ vâng à, em lấy vị, chị có thể cụ thể hơn ví dụ chẳng hạn như à, khi mà em tìm hiểu về quỹ uh, cổ phiếu đi chẳng hạn thì em nên tìm hiểu về chỉ số gì để so sánh so với các quỹ khác là nó có phù hợp với bản thân em hay không à, đặt địa vị là em là một người ưa lợi nhuận cao và đặc biệt là rủi ro cũng cao chẳng hạn như vậy À, nếu mà như vậy ấy, thì à, quyên có thể chọn các cái quỹ mà trước hết là cái tranh lệch lợi nhuận giữa hiệu suất của quỹ và các chỉ số tham chiếu nó phải ở cái mức cao ví dụ như là cái lợi nhuận kỳ vọng của, của quyên là bao nhiêu phần trăm À, em thì đương nhiên là càng cao càng tốt. Càng cao càng tốt. <laughs> Thực ra đối với cả các cái quỹ cổ phiếu thì cái mức lợi nhuận hiệu suất đầu tư trung bình trong dài hạn nó thường khoảng tầm 15% trở lên. Thì chị nghĩ rằng là đấy là một cái con số mà nhà đầu tư có thể tham khảo là trong dài hạn những cái uh, hiệu suất hoạt động của quỹ có đạt được cái con số đấy hay không và đồng thời là, là như chị chia sẻ là cái sự chênh lệch giữa cái hiệu suất đầu tư và chỉ số tham chiếu nó phải đạt được cái con số khoảng tầm 15% như vậy. Dạ vâng, à, em cảm ơn chị Minh rất là nhiều về những chia sẻ và những bài học quý giá mà chị đã đem đến cho Quyên và các khán thính giả của Quỹ mở 101 ngày hôm nay. Cảm ơn Quyên và các khán giả của chương trình. Các bạn thân mến, chúng ta vừa lắng nghe chị Đặng Nguyệt Minh chia sẻ những thông tin hữu ích liên quan đến các báo cáo và những chỉ số về chứng chỉ quỹ. Các bạn có thể sử dụng tất cả những thông tin này cũng như à, tìm hiểu thêm trong những cái báo cáo đến từ Dragon Capital được gửi đến cho quý khán thính giả vào email hàng tháng cũng như là trên trang website và fanpage của Dragon Capital hãy cùng tìm hiểu về chứng chỉ quỹ và mở ra những trang mới liên quan đến đầu tư tài chính và đạt được tự do tài chính trong tương lai của chính mình nhé à, trong các tập tiếp theo hãy cùng tôi và các chuyên gia của Dragon Capital tìm hiểu thêm những thông tin liên quan đến chứng chỉ quỹ mở và đạt được tự do tài chính trong tương lai nhé cảm ơn các bạn đã theo dõi cùng với tôi trong tập ngày hôm nay